Anh và Lâm Hùng cảm ơn quý vị vẫn giữ băng tần của Đài ipc TV để tiếp tục theo dõi phần 2 và cũng không quên cảm ơn quý vị đã ủng hộ cho những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên của phần 2 đã cho biết rằng Hoa Kỳ giúp Ấn Độ để tăng tốc quá trình chuyển đổi năng lượng. Hoa Kỳ đang hợp tác với Ấn Độ để phát triển các uh, cách thức giảm chi phí vốn và tăng cường đầu tư tư nhân để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng của Ấn Độ. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, Janet Yellen đã cho biết hôm thứ hai ngày 17 tháng 7, sau cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ, Nirmala Sitharaman bên lề hội nghị G20, bà Yellen đã cho biết hai quốc gia đã và đang hợp tác trong nhiều vấn đề kinh tế, bao gồm hợp tác thương mại và công nghệ cũng như tăng cường chuỗi cung ứng. Đặc biệt, chúng tôi mong muốn được hợp tác với Ấn Độ về một nền tảng đầu tư nhằm mang lại chi phí vốn thấp hơn và tăng đầu tư tư nhân để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng của Ấn Độ. Bà Gielen đã nói trong một tuyên bố khi tham dự hội nghị G20 ở Gandhinagar, thủ phủ của Gujarat là một trong những cái tiểu bang công nghiệp hóa nhất của Ấn Độ. Bà Gielen không không gọi nền tảng này là một chương trình đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng. Mặc dù các quốc gia khác bao gồm Nam Phi, Indonesia và Việt Nam đã đồng ý với các bên đã cho vay khu vực công và tư nhân để giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của họ khỏi nhiên liệu hóa thạch thông qua các chương trình JetP đã được thành lập với các quốc gia giàu có hơn. Kính quý vị, các nhà phân tích năng lượng đã cho rằng Ấn Độ là một quốc gia phát thải lớn về tổng thể, nhưng lại thấp hơn tương đối nếu xét theo mức bình quân đầu người muốn có một jet P theo các điều kiện riêng, không loại bỏ thang và tài trợ cho việc mở rộng năng lượng sạch dưới hình thức trợ cấp chứ không phải cho vay. Liên Hợp Quốc đã kiểm tra con tàu cuối cùng rời Ukraine khi thỏa thuận ngũ cốc sụp đổ. Liên Hợp Quốc vào hôm ngày thứ Hai, ngày 17 tháng 7, đã thi sát con tàu chở hàng cuối cùng rời Ukraine theo thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen do phía của Liên Hợp Quốc làm trung gian liên hiệp quốc cũng cho biết thêm trong một tuyên bố trung quốc samson treo cờ thổ nhĩ kỳ đã được cho phép tiếp tục hoạt động sau khi kiểm tra ngoài khơi bờ biển interpur phía nga trước đó đã ngừng tham gia vào thỏa thuận một năm cho phép ukraine xuất khẩu ngũ cốc qua biển đen bất chấp xung đột đang diễn ra giữa hai nước láng giềng quyết định của moscow gây lo ngại ở các nước nghèo rằng gia tăng sẽ khiến cho lương thực không thể tiếp cận được Thưa quý vị, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hợp tác với các quốc gia khác để bảo đảm việc vận chuyển ngũ cốc của Ukraine. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hợp tác với các quốc gia khác để bảo đảm vận chuyển ngũ cốc ra khỏi Ukraine sau khi Nga ngừng tham gia vào ngày thứ hai tức là ngày 17 tháng 7 trong thỏa thuận lâu đời do Liên Hiệp Quốc làm trung gian cho phép nước láng giềng xuất khẩu ngũ cốc qua biển Đen. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby đã cho biết hôm thứ hai Thỏa thuận có hiệu lực trong năm ngoái đã hết hạn vào ngày thứ hai sau khi mà nga từ bỏ và cảnh báo rằng họ không thể bảo đảm an toàn cho các con tàu trong một động thái mà Liên Hiệp Quốc cho rằng sẽ dán một đoàn mạnh vào những người có nhu cầu ở khắp mọi nơi. Kirby đã cho biết uh, Hoa Kỳ không xem xét sử dụng tài sản quân sự của Hoa Kỳ để giúp bảo vệ các chuyến hàng ngũ cốc. Phiên tòa về bay giải cứu đề xuất một án tử hình xem xét trách nhiệm một thứ trưởng y tế. Cơ quan công tố Việt Nam đề xuất một bản án tử hình và mức án tù cao nhất là 20 năm cho một số bị cáo thuộc tội danh nhận hối lộ trong phiên tòa xét xử vụ bê bối thường được gọi là vụ chuyến bay giải cứu. Ở phía các bị cáo đưa hối lộ, mức án thấp nhất được đề nghị là một năm tù treo. Bên công tố cũng đề nghị xem xét trách nhiệm liên đới của một thứ trưởng y tế. Tổng cộng có 54 bị cáo, chủ yếu là các quan chức nhà nước thuộc các bộ ngoại giao, y tế, công an bị truy tố về các tội danh như đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong ngày xét xử thứ năm vào sáng ngày 17 tháng 7, bên công tố đã thực hiện phần luận tội và đề nghị mức án cho các bị cáo bị quy là đã lợi dụng chủ trương đưa công dân Việt Nam bị mắc kẹt ở nước ngoài trong đại dịch Covid-19 về nước hồi năm 2021 để kiếm chát. Thưa quý vị, các chuyên gia đã chia sẻ, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ thăm Việt Nam để củng cố lợi ích chiến lược chuỗi cung các chuyên gia trong nước và quốc tế nhận định với Đài Hoa rằng chuyến thăm Việt Nam trong tuần này của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen là một bước cụ thể hóa hơn những cái tuyên bố của lãnh đạo Việt Mỹ về việc làm sâu sắc quan hệ song phương tiến đến hợp tác chiến lược giữa lúc Washington muốn xây dựng mối quan mối quan tâm hữu nghị với Hà Nội trước sự cạnh tranh gia tăng với Trung Quốc. Ba Jolen hiện đang có mặt ở Ấn Độ trong nỗ lực để thúc đẩy quan hệ chặt chẽ hơn và giải quyết các vấn đề kinh tế toàn cầu. Chặng dừng chân tiếp theo tại Hà Nội trong hai ngày 20 đến ngày 21 tháng 7 cũng sẽ nhằm tăng cường quan hệ với hai đối tác quan trọng và thúc đẩy khả năng phục hồi kinh tế thông qua việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Chuyến thăm sắp tới của Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen diễn ra sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống ông Joe Biden và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hồi tháng 3 năm nay. Hai nhà lãnh đạo nhất trí nâng tầm quan hệ và giao các cơ quan hữu quan thảo luận chi tiết để thúc đẩy hơn nữa quan hệ này, thưa quý vị. Những người thượng lưu đã nâng ly chúc mừng đầu tiên cho vua Charles khi điều tra dân số thiên Nga truyền thống bắt đầu trên sông Thames. Chuyên sống hàng thế kỷ qua Swan Upping, cuộc điều tra dân số thiên Nga hoàng gia trên các đoạn sông Thames đã được tiến hành vào ngày thứ Hai ngày 14 tháng 7. Được dẫn dắt bởi David Baber, người đánh dấu thiên Nga cho vua Charles của Anh và buổi tiệc liên quan đến việc ghi lại chi tiết về những con thiên nga và chim thiên nga con của chúng, sau đó thả chúng trở lại nước. Baber, người mặc áo khoác đỏ tươi và đội mũ lông thiên nga, đã thực hiện cuộc điều tra dân số trong nhiều thập kỷ, nhưng đây là lần đầu tiên của ông dưới thời một vị vua mới. Cái vị mẹ mình, nữ hoàng Elizabeth. Charles đã thừa kế những con thiên Nga không được đánh dấu của đất nước trong quyền sở hữu chung với các hiệp hội thương mại cũ như Wiener và Dyer và những người cùng tham gia vào cuộc nổi dậy. Khi họ tập trung tại một ổ khóa, những chú thiên Nga nâng cốc chúc mừng nhà vua và cũng thực hiện động tác chèo mái, chèo truyền thống, chào Charles vào cuối ngày đầu tiên lên đỉnh. Các đội trên những chiếc thuyền kiểu cũ dành 5 ngày để chèo ngược một đoạn sông, hát lên tất cả lên. Khi họ bắt gặp một con thiên nga câm và gia đình gồm những con thiên nga con của nó. Di chuyển tổng cộng khoảng 79 dặm, tương đương với 127 cây số, họ đã đếm tất cả những con thiên nga trưởng thành, gắn thẻ và theo dõi sức khỏe của chim thiên nga con bằng cách là cân và kiểm tra trong miệng của chúng. Và một lần nữa, Hà Anh và Lâm Hùng xin cảm ơn quý vị đã vừa theo dõi tin tức tổng hợp của đài IBC TV. Và cũng không quên cảm ơn quý vị cũng đã ủng hộ cho những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Xin kính chúc quý khách luôn có vô lượng an lạc, thân tâm thường an lạc. Xin trân trọng kính chào.